Xin chào các bạn, kênh Nhật Tiến Bâm Chính rất vui gặp lại được các cô chú anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay mình chia sẻ, mình quay tiếp theo ở quán cà phê sân thượng ngắm máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất nha các bạn. Mình quay cái cảnh này khoảng 4 giờ chiều nha các bạn. Trời bắt đầu sụp tối nha các bạn. Bây giờ mình mời các bạn xem nha các bạn. Thank you.
Thôi video tới đây mình tạm dừng ở đây các bạn. Các bạn nào xem và thấy hay nhớ ủng hộ đăng ký like cho mình các bạn. Còn bây giờ mình tạm biệt và bye bye các bạn.